Xin chào tất cả các bác, bên EY 301 chúng em xin giới thiệu cho các bác sản phẩm loa Pioneer vỏ tre. Mời các bác xem tổng quan, nhìn rất đẹp và độc đáo. Sản phẩm bên em là thằng sản thủ công mỹ nghệ, được làm hoàn toàn từ cây tre Việt Nam, rất thân thiện với môi trường, vừa hỗ trợ nghe nhạc, hát karaoke và còn là một món đồ trang trí rất đẹp và bắt mắt. Sản phẩm bên em chỉ cần cắm dây và sử dụng, cắm giác và sử dụng. Nếu không cắm giác có thể đấu thẳng đầu dây, sau đó xoáy lại. Sau đây em xin được test qua cho các anh em. Sau đây thì em sẽ tháo hộp ra và cho các bác xem đôi set Pioneer. Đây là đặc một rồi. Đây là sản phẩm đôi loa set Pioneer P8801 rồi. Thì khi mua sản phẩm này thì bên em sẽ tặng kèm các bác một đôi tụ xịn. Khung của nó đều là bằng kim loại. Sau đây em sẽ xin tháo ra cho các bác xem. Mọi thông số đều được in thì bằng tơ vít này. Sau đây em xin tháo ra cho các bác xem bên trong có thế nào. Đây đều là khung kim loại giúp tăng khả năng cộng hưởng âm lượng. Màng loa thì làm bằng titan, có thể thay khi bị cháy nha các bác nhá. Đây là kích cấu của loa Pioneer viền cả 01 bên chúng em. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ số điện thoại của em để tư vấn miễn phí. Giá cả thì bên em sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả. Các bác chỉ cần comment hoặc là để số điện thoại bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác. Cảm ơn các bác đã xem video của chúng em.